chào mừng quý thính giả đến với bộ tiểu thuyết giã sử anh hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Tây phương sứ giả hỏi Đỗ Lệ Thanh: sư muội hại ngũ đệ thế này, ta e lát nữa đây gặp bang chủ, tính mệnh sư muội khó bảo toàn. Đỗ Lệ Thanh hừ một tiếng: y làm bang chủ ư? Bang chủ phải biết sử dụng thần công chấn môn giải độc cho hắn, còn y không biết thì đừng nên giơ cái xấu ra cho thiên hạ cười. Tây phương sứ giả trói Đỗ Lệ Thanh lại, bỏ vào gốc cây gần đó. Y cười nhạt: sư muội, người hãy tạm ngồi đây, chờ đại ca về, chúng ta sẽ đi gặp bang chủ. Đỗ Lệ Thanh biết mình có chống cự cũng vô ích, vì bản lĩnh độc công cũng như công lực kém địch thủ khá xa. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, đến đâu hay đến đó. Bà ngửa mặt lên nhìn trời, trong ánh trăng đêm, bà thấy đôi chim ưng bay lượn trên đầu, biết rằng chúng sẽ đưa Mỹ Linh, Thiệu Thái tới. Bà mừng thầm, trong lòng không còn coi Tây phương sứ giả ra gì cả. Bà cười khành khạch: ai sợ gã Đặng Đại Bằng, chứ ta không coi y vào đâu cả. Mi cứ gọi y đến đây đi xem y làm gì được ta. Tây phương sứ giả định lên tiếng quát tháo Đỗ Lệ Thanh, thì từ phía trước có một bọn đông người đi tới. Tây phương sứ giả bảo Chu An Bình: ngũ đệ mau núp vào bụi cây kia. Nhanh nhẹn y nhét rẻ vào miệng Đỗ Lệ Thanh. Dưới bóng trăng, Mỹ Linh nhận ra toán người đi tới gồm Triệu Thành, Phạm Trọng Yêm, Đông Sơn Lão Nhân, Địch Thanh, Dư Tĩnh, Vương Duy Chính, Lê Thiếu Mai. Thoáng một cái bọn họ đã đến. Chu An Bình cũng trông thấy đám người Triệu Thành, y vận sức chịu đau, nhưng dù nghiến răng, y cũng bật lên tiếng rên nho nhỏ: nội công minh thiên cực cao. Ông cho mày lắng tai nghe, rồi chỉ vào bụi cây nói: dường như có ai đau đớn núp trong bụi này. Vương Duy Chính chạy lại, y thấy Chu An Bình đang run rẩy, y quan sát một lát rồi thò tay túm cổ áo nhắc lên đem ra ngoài ánh trăng. Dư Tĩnh nhìn Chu An Bình bật kêu lên: thì ra mi, tại sao mi ở đây? Minh Thiên, Triệu Thành đều nhận ra Chu An Bình đã giúp đám đại lý phóng chất độc hại bọn y hôm đi thuyền từ Thiên Trường về Thăng Long. Sau bọn y phải nhờ tên Hoàng Văn cung cấp thuốc giải cho mới sống được đến ngày nay. Chu An Bình đau đớn quá, chân tay y run lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau lộp cộp, y không trả lời được. Thình lình Vương Duy Chính cảm thấy mắt hoa đầu váng, y lảo đảo rồi ngã lăn ra. Minh Thiên hô lên: người tên này đầy chất độc, mau tránh xa. Nhưng đã trễ, Đông Sơn Lão Nhân, Địch Thanh, Dư Tĩnh cũng lảo đảo rồi ngã xuống. Minh Thiên vội ôm Triệu Thành nhảy vọt ra xa Chu An Bình. Vô tình ông đứng ngay trước Tây phương sứ giả. Ông nói với Phạm Trọng Yêm: sư điệt, việc này là thế nào? Mỹ Linh, Thiệu Thái núp nhìn rõ mồn một chính gã Tây phương sứ giả phóng chất độc vào bọn Triệu Thành. Phạm Trọng Yêm chạy lại bên Triệu Thành như che chở cho chủ, dường như có người phóng thuốc độc, chứ không phải thuốc độc từ gã này truyền ra. Y nói đến đây, chính y với Minh Thiên cũng lảo đảo. Minh Thiên đã phát giác ra chỗ Tây phương sứ giả, ông phát một kim cương trưởng đánh vào người y. Y thấy trưởng lực hùng hậu, vội vận sức đỡ. Bình một tiếng, y bay bổng về phía sau, ngã lăn đi hai vòng, miệng ứa máu. Trong khi đó Minh Thiên với Phạm Trọng Yêm cũng ngã xuống mê man. Lê Thiếu Mai rút kiếm cầm tay, rồi chạy lại gần chỗ gã Tây phương sứ giả nằm. Nàng lên tiếng hỏi: các hạ là ai? Đêm khuya đến đây làm gì? Tại sao lại phóng độc hại bọn ta? Tên Tây phương sứ giả nằm bất động. Thiếu Mai móc trong bọc ra hai viên ma túy hoàn, nàng phóng vào người y. Bộp bộp hai tiếng, y hoàn toàn bị tê liệt. Nàng phóng hai viên ma túy hoàn vào người Chu An Bình. An Bình đã bớt đau. Nàng hỏi y: tên áo trắng kia là ai? Tại sao y lại hại chúng ta? Mi thuộc đồng bọn với y, tất có thuốc giải. Mi mau đưa thuốc giải ra, bằng không ta cho mỗi tên một kiếm. An Bình lắc đầu: chúng tôi chỉ biết phóng chất độc mà không biết cách trị, muốn trị phải yết kiến bang chủ. Triệu Thành đổ chừng An Bình nói thực. Y hỏi Thiếu Mai: làm sao bây giờ? Chúng ta phải về trấn điều động binh mã tới đây bảo vệ người thân của mình, rồi đi bắt tên bang chủ Nhật Hồ tra hỏi thuốc giải. Y rút thanh kiếm đeo trên lưng trao cho Thiếu Mai: cô nương cầm thanh kiếm này, gặp An Vũ sứ Quảng Đông hoặc bất cứ tướng soái nào, bảo có lệnh cô ra phải đem quân tới ngay. Thiếu Mai định lên đường thì bốn phía bốn ngư nhân tiến lại. Triệu Thành thấy bốn ngư nhân, y tươi mặt lên: năm thiếu niên này từ Đại Việt mới sang đây hơn tháng nay, theo sư phụ cũng như Vương Duy Chính, võ công chúng thuộc chính phái, song không phân biệt được phái nào. Khi thì Đông A, khi thì Tản Viên, khi thì Sài Sơn, khi thì Mê Linh. Chúng chỉ chọc một ngón tay khiến Dư Tĩnh tê liệt hơn 2 giờ. Võ công như thế thực ta chưa từng thấy qua. Phạm Trọng Yêm nói: rõ ràng chúng sang đây mục đích chiếm kho tàng, thế mà sao chúng lại phá phách đến kinh thế hái tục để lộ chân tướng cho ta biết? Mà thực lạ, chúng tìm những cao thủ của Liêu, Tây Hạ, Cao Ly cùng bang Nhật Hồ mà trêu chọc, gần như chỉ rõ cho khu mật viện biết chỗ ở của họ mà tóm hết. Vì vậy không nên bắt chúng, để chúng có lợi hơn, không chừng chúng là người nhà cũng nên. Mới đây chúng bắt cóc hai trưởng lão Lạc Long giáo Đại Việt, như vậy chúng thuộc lực lượng đối đầu với triều Lý, võ công chúng rất cao, có lẽ ngang Địch Thanh. Ta có thể nhờ chúng giúp đỡ may ra qua cơn khó khăn này. Nghĩ vậy y nói: bốn vị huynh đệ, suốt hơn tháng nay các huynh đệ chiêu ghẹo cô gia, phá phách khúc giang như thế cũng đủ rồi, bây giờ cô gia gặp nạn, mong các huynh đệ giúp một tay. Ngư nhân mũ trắng hỏi: Bình Nam Vương gia có biết bọn tôi là ai không mà muốn chúng tôi cứu nạn? Triệu Thành là người có hùng tâm, trí lực tuyệt vời bậc nhất triều Tống, y hiểu mấy ngư nhân hơn ai hết. Cô gia không biết chân tướng bốn vị,
Song cô ra đoán các vị rất trẻ, giả trang làm người lớn, đùa cợt chúng nhân cho vui, chứ không hại ai. Hành sự bốn vị đường đường chính chính, khắp trấn này ai cũng khen. Bốn huynh đệ phá cô ra mà không ác ý, nên cô ra biết bốn huynh đệ ít ra không phải kẻ thù của cô ra. Ngư nhân mũ đen hỏi, sao vương ra biết chúng tôi còn trẻ? Trời ơi, mấy huynh đệ ơi, phàm luyện võ tới trình độ như huynh đệ, cơ thể phải bình thường, không vẹo vọ, thiên lệch. Võ công bốn huynh đệ cực cao thâm mà chân dài thỏng, so với thân hình không cân đối, ắt bốn huynh đệ làm đôi quốc cao, giả trang làm người lớn. Mỹ Linh, Thiệu Thái nghe Triệu Thành nói, trong lòng than thầm, kinh nghiệm giang hồ mình kém Triệu Thành xa. Mình cứ tự hỏi tại sao bốn ngư nhân chân dài quá, không tương xứng với thân hình, thì ra chúng là trẻ con. Nhưng xét trong toàn cõi Hoa Việt, đám thiếu niên tài trí như bốn ngư nhân này e không nhiều. Triệu Thành tiếp, các vị có 5 người, còn người nữa đâu rồi? Ngư nhân mũ đỏ hỏi, sao vương ra biết chúng tôi có 5 người? Sao ư? Các vị lớn nhỏ khác nhau, trang phục cùng một loại, chỉ khác nhau có màu mũ mà thôi. Tôi chắc các vị phải trông coi cái gì, thành ra khi phá phách thiên hạ chỉ có 4, một ở nhà coi nhà. Vì vậy khắp trấn này ai cũng tưởng các vị có 4. Ngư nhân mũ đỏ chỉ thiếu Mai, chúng tôi nuôi mấy con cọp, chúng đói quá nên đi kiếm thịt cho chúng ăn. Bây giờ gặp vương gia với Lê cô nương, chúng tôi xin mời hai vị theo chúng tôi về cho cọp ăn. Miệng nói, y là người tới chụp thiếu Mai, trong khi ngư nhân mũ trắng tấn công Triệu Thành. Võ công thiếu Mai cao hơn Triệu Thành một bậc, nàng lùi lại 2 bước, xỉa tay vào mặt ngư nhân mũ đỏ. Ngư nhân mũ đỏ chĩa ngón tay vào huyệt khúc chi của thiếu Mai, véo một tiếng, tay thiếu Mai trúng chỉ, nàng lảo đảo ngã ngồi xuống. Ngư nhân mũ trắng với Triệu Thành đấu được tới hiệp thứ 7, y bị trúng một quyền vào huyệt trung đô ở bắp chân, y ngã ngồi xuống cạnh thiếu Mai. Ngư nhân mũ đỏ để tay lên miệng hú một tiếng dài liên miên bất tuyệt. Lát sau có tiếng sột soạt, rồi một con hùm xám phi lại. Nhìn con hùm xám, Mỹ Linh, Thiệu Thái suýt bật lên tiếng kêu lớn, vì con hùm xám chính là con Sơn Sơn của Bảo Hòa. Thiệu Thái nói nhỏ vào tai Mỹ Linh, con Sơn Sơn rất khó tính, nếu không có lệnh của Bảo Hòa không ai sai được nó. Vậy bốn ngư nhân ắt người thân với ta, song chúng là ai? Tại sao chúng đều khản tiếng như người già? Ngư nhân mũ đen hỏi thiếu Mai, Triệu Thành. Con Sơn Sơn không thể rơi 2 vị một lúc, trong 2 vị phải có 1 vị chết, 1 vị sống. Vậy vị nào tình nguyện cho nó rơi thịt đây? Triệu Thành xuống nước, tứ vị huynh đệ, các vị muốn có thịt cho cọp ăn, sao không dùng mấy người kia? Tay y chỉ vào Tây Phương sứ giả với Chu An Bình. Ngư nhân mũ đen lắc đầu, bọn này thuộc bang Nhật Hồ Trung Quốc, trong người đầy chất độc. Con hùm này ăn vào ắt ngộ độc mà chết, cũng như những người của các vị đều trúng độc cả. Ở đây chỉ có 2 vị không trúng độc mà thôi. Triệu Thành năn nỉ, vậy thế này, các vị móc túi cô ra, lấy ít nén vàng, đem vào trấn mua mấy con trâu cho cọp ăn. Ngư nhân mũ trắng lắc đầu, thịt trâu sao ngon bằng thịt người. Thôi, vương gia không muốn chết thì thôi, để tôi cho con hùm ăn thịt cô nương kia vậy. Y hú lên một tiếng, con hùm tiến lại phía thiếu Mai. Triệu Thành la lớn, khoan, cô gia tình nguyện cho cọp ăn thịt, với điều kiện các vị không được làm khó dễ vị cô nương kia. Ngư nhân mũ trắng gật đầu, thế thì được. Y hú 2 tiếng, tay chỉ vào Triệu Thành. Con hùm xám chạy lại bên Triệu Thành, nó gầm gừ mấy tiếng, rồi dùng 2 chân cào cào lên người. Được cái nó cào nhẹ, nên Thành chưa bị thương, miệng nó liếm lên người y. Triệu Thành ớn da gà, chân tay run run, miệng đánh vào nhau lập cập. Con hùm cứ ngửi ngửi, rồi thẻ lưỡi liếm mặt y. Y không còn hồn vía nào nữa. Thiếu Mai la lớn, bốn người kia, chúng ta với người không thù, không oán. Hà cớ bốn người muốn cho hùm ăn thịt chúng ta? Ta yêu cầu người cho hùm ăn thịt ta, để Triệu Vương ra sống. Ngư nhân mũ đỏ cười lớn, ta hỏi, ai muốn cho hùm ăn thịt? Triệu Thành, Thiếu Mai cùng hô lớn, tôi. Ngư nhân mũ xanh bàn, này, chúng ta chỉ ghét bọn ác độc, thích gây chiến chia rẽ tình Hoa Việt, mà đôi trai gái này, một Hoa, một Việt sẵn sàng hy sinh cho nhau, chúng ta chẳng nên cho hùm ăn thịt. Nếu cho hùm ăn thịt họ, chẳng hóa ra chúng ta cũng ác độc như bọn Mã Viện xưa sao? Ngư nhân mũ đen cười lên hô hố, phải đấy, này các bạn, tại sao hai người này lại chịu hy sinh cho nhau? Lạ nhỉ, họ chẳng phải anh em, bà con. Ngư nhân mũ xanh như tự nói một mình, dường như họ là tình nhân thì phải. Y hỏi Triệu Thành, có phải 2 vị là tình nhân của nhau không? Triệu Thành gật đầu. Ngư nhân mũ đỏ hỏi Triệu Thành, Bình Nam vương gia, nếu anh em tôi tha cho vương gia cùng cô gái đẹp này, vương gia có cưới cô về làm vợ không? Triệu Thành lắc đầu, điều đó không bao giờ xảy ra. Lê cô nương là thiếu nữ tài kiêm văn võ, lại có bàn tay tiên cứu trị muôn người. Ta một hán tử thô lỗ, tuổi gấp đôi cô, muôn ngàn lần ta không xứng. Ngư nhân mũ đỏ hỏi, giả như Lê cô nương đồng ý, vương gia có cưới cô không? Triệu Thành liếc đôi mắt về phía thiếu Mai, đó là điều tôi mơ mà không bao giờ thành. Ngư nhân mũ trắng hỏi, Triệu vương gia, đằng nào vương gia với Lê cô nương cũng vào bụng hùm, vậy vương gia hãy nói thực đi, tại Biện Kinh vương gia không thiếu gì những tiểu thư khuê các quân chúa xinh đẹp, tại sao khi sang Đại Việt vương gia lại say mê ái nữ của đại hiệp Tự An với Hồng Sơn đại phu? Triệu Thành xuất thần nhìn trăng thở dài, huynh đệ còn trẻ khó có thể hiểu biết được ta, tuy lát nữa đây ta vào bụng hổ, ta vẫn nói thực với huynh đệ, có sao đâu. Giọng y trở thành nhu hoài,
Ta sinh ra làm con một vị hoàng đế văn võ kiêm toàn, ngư nhân mũ đỏ cắt lời y. Phải rồi, không văn võ kiêm toàn sao được, bởi khi người Băng Hà được tôn, Thái Tông, Thần Công, Thánh Đức, văn võ hoàng đế, có điều người bị bọn biên cương đại thần sàm tấu, đem quân sang Đại Việt, đến nỗi hơn 20 vạn quân bị vùi thân ở Chi Lăng, cá trên sông Bạch Đằng hưởng trên 10 vạn khối thịt. Triệu Thành nghe ngư nhân áo đỏ nói, y không giận, trong lòng thầm nghĩ, ngôn ngữ của thiếu niên này rõ ràng không thủ oán triều Tống mình như bọn Trần Tự Mai, Tôn Đản. Nếu là Tự Mai, Tôn Đản, chúng ắt mỉa mai phụ hoàng mình thiếu minh mẫn, thua trận nhục nhã, đây y đổ cho biên cương đại thần, như vậy y không có ác ý. Không ác ý sao y lại cho hồ ăn thịt mình, dù sắp chết mình cũng phải dò la tung tích y mới được. Nghĩ vậy y tiếp, tất cả con trai của phụ hoàng đều huấn luyện theo một khuôn khổ, 12 tuổi được phong vương, cho mở phủ đệ riêng, cưới cho mấy phi tần xinh đẹp. Riêng ta, ngư nhân mũ đỏ cười, riêng vương gia không thế, vương gia không chịu cưới vợ, vì vậy vẫn ở trong cung cho đến 20 tuổi. Vương gia là con thứ 8, nên có tên nhị thập bát thái bảo. Đúng thế, ta thấy phụ hoàng cưới vợ cho các anh, em ta, mà cho đến lúc cưới mới biết mặt. Họ đều thuộc khuê nữ, nhan sắc, nhưng họ chỉ biết quỳ lạy, dâng hiến. Chồng nói sao, vợ nghe vậy, vâng dạ, ta không muốn thế. Ta muốn như Trịnh Ân, Trịnh Thúc Thúc, có vương phi Đào Tam Xuân, cùng nhau ruổi ngựa, như đôi chim liền cánh. Tới năm 20 tuổi, ta vẫn không tìm ra người con gái như vậy, đành tuân lệnh phụ hoàng, cưới một con gái đại thần làm tỳ thiếp. Nàng phục tùng ta tuyệt đối, hầu hạ như nữ tỳ. Ta hoàn toàn không có hạnh phúc, ngư nhân mũ đỏ cười lớn, cho đến khi sang Đại Việt, vương gia gặp tiểu thư Thanh Mai, Thiếu Mai. Hai người không những chống đối vương gia bằng ngôn từ mà còn phóng trưởng đánh vương gia, vì vậy vương gia mới say mê, có đúng không? Gần như vậy, người đầu tiên ta gặp là Thanh Mai, nàng đẹp lộ lộ như hoa hải đường, kiến thức siêu phàm, nhất tâm nhất trí lo cho đại sự tộc Việt. Vì vậy ta ước mơ, rồi cảm nàng, cảm, vương gia cảm nàng, mà để cho bọn tùy tùng tung sơn tam kiệt bắt nàng bỏ vào nhà ngục, rồi lại bắt giam dưới hầm đá, trói như trói trộm, rong đi khắp nơi. Triệu Thành thở dài, huynh đệ nhớ dùm, ta sang Đại Việt vì sự nghiệp nghìn năm của nhà Đại Tống. Cá nhân Triệu Thành có thể vì Trần Cô Nương mà chết, nhưng vì sự nghiệp Đại Tống ta có thể hy sinh tính mạng ta, cũng như Trần Cô Nương. Ngư nhân mũ đỏ gật đầu, ngôn từ của vương gia đúng là ngôn từ của vua Quang Vũ nhà Hán. Cũng vì lẽ đó, vương gia cho bắt giam Lê tiểu thư dưới hầm chiến hạm. Đúng vậy, để ta tiếp về vụ Trần Cô Nương. Lúc đầu ta mơ ước nàng, về sau ta thấy nàng là ý trung nhân của một anh hùng tộc Việt, từ đó ta bỏ ý định theo đuổi. Vương gia khen khai quốc vương anh hùng, tại sao vương gia còn nhục mạ người ở đại hội Lộc Hà? Anh hùng mới biết anh hùng, vì ta biết y anh hùng nên phải tấn công y, chẳng qua cũng vì sự nghiệp của tổ tiên. Thế rồi khi vương gia gặp Lê cô nương ở Vạn Thảo Sơn Trang, vương say đắm liền. Không, lần đầu tiên ta gặp Lê tiểu thư khi đang trên đường từ Vạn Hoa Sơn Trang bí mật theo dõi yểm hộ bọn Tung Sơn Tam Kiệt. Lê tiểu thư đánh bại Tung Sơn Tam Kiệt, ta thấy hết. Sau tiểu thư chất vấn ta ở Vạn Thảo Sơn Trang, bấy giờ ta nhủ thầm, nếu như chết 3 lần để được nàng ta cũng mãn nguyện. Chà, vương gia đa tình quá nhỉ. Bây giờ người hãy cho hùm ăn thịt ta đi. Ta chỉ xin người một điều. Điều gì? Sau khi ta chết rồi, người không được làm khó dễ Lê tiểu thư. Ngư nhân mũ trắng hỏi các bạn, cho hùm ăn thịt ai bây giờ? Ngư nhân mũ xanh lắc đầu, tao không ưa Triệu vương gia, vì y chủ tâm xâm chiếm Đại Việt. Thế nhưng y là đấng anh hùng, vì quốc sự mà làm điều đó. Bây giờ y lại vì Lê tiểu thư, xin hy sinh cho nàng sống. Tao nghĩ chúng mình chẳng nên cho hùm ăn thịt vương gia. Ngư nhân mũ đỏ gật đầu, người Hoa, người Việt không thù ghét nhau. Thù ghét nhau chẳng qua ai cũng vì nước người ấy, tình yêu không biên giới. Nếu ta cho hùm ăn thịt vương gia, chẳng hóa ra ta thuộc loại ác độc như Mã Viện, như Lưu Hậu ư? Tao nghĩ thôi Quách, mình đi mua lợn cho hùm ăn là hơn. Ngư nhân mũ trắng tiến tới, một tay xách Thiếu Mai, một tay xích Triệu Thành chạy sang bên kia suối. Y đặt Triệu Thành dựa lưng vào phiến đá lớn, để Thiếu Mai ngồi vào lòng thành. Chân, tay các vị bị anh em tại hạ làm tê liệt, chỉ nội trong một giờ lại hoạt động như thường. Nếu bây giờ anh em tại hạ trị cho các vị khỏi tê chân, các vị sẽ e thẹn, chi bằng để hai vị tự do với nhau như thế này mới tuyệt. Anh em tại hạ đi gọi binh sĩ đến cho các vị, chúc các vị hạnh phúc. Bốn người hú lên một tiếng, rồi vọt mình biến vào đêm tối. Bốn người nhân đi rồi, Thiếu Mai mới thấy ngượng ngùng. Nàng muốn rời khỏi lòng Triệu Thành, ngặt vì chân tay tê liệt. Nàng nói với Thành, vương gia, có cách nào? Cách nào không chứ, như thế này coi sao được. Tuy miệng nói thế, nhưng lần đầu tiên da thịt nàng chạm vào da thịt một thanh niên, cùng mùi khét khét của mồ hôi thanh niên nhập vào mũi nàng. Nàng muốn nằm im như vậy. Triệu Thành tuy đã có phi tần, thứ thiếp, nhưng họ chỉ là những kẻ dâng hiến, thực sự không chút thương yêu nào. Lần đầu tiên y thương yêu Thiếu Mai, rồi trên đường từ Thăng Long sang Hổ Môn, hai người đi trên chiến thuyền, ngày đêm bên nhau, Thiếu Mai càng tỏ ra thông thái, xa lánh, Thành càng say đắm đến mê mệt. Sau khi Thành diễn vở kịch cho Phạm Trọng Yêm bắt cóc lên bờ, chiến thuyền vào cửa biển Hổ Môn, rồi lên bộ, y bí mật sai người tìm Thiếu Mai đến Khúc Giang để cùng nhau bàn đại sự. Thiếu Mai dường như cảm động trước thịnh tình của Thành,
nhưng Thành vẫn chưa tin tưởng mình thành công. Bây giờ, nhờ bốn ngư nhân, y mới biết Thiếu Mai quả thương yêu y vô bờ bến. Triệu Thành nói với Thiếu Mai, Lê muội, trọn đời Triệu Thành này không bao giờ quên được đêm nay. Cô nương đã hy sinh chịu hùm ăn thịt để cho huynh sống. Huynh nghĩ, dù chết đến ba lần cũng không xứng đáng với Lê muội. Thiếu Mai thấy hai tay Thành ôm chặt lấy mình, nàng muốn cửa hầu rời khỏi vòng tay y mà không được. Nàng mơ mơ tỉnh tỉnh như trong giấc mộng, rõ ràng bốn ngư nhân này trêu cợt ta đây. Họ tính toán rất kỹ, nên làm tê hai chân Thành để tay chàng hoạt động được. Còn ta, chúng làm tê cả hai tay, việc dọa đem ta với chàng cho cọp ăn, chẳng qua để chúng ta tự thú nhận yêu nhau mà thôi. Thiếu Mai thở dài, đường đi của chúng mình vừa xa, vừa gập ghềnh. Phụ thân em hận thù người Hoa đến xương đến tủy, vì vậy người không nhận trị bệnh cho người Hoa. Như hôm đại ca tới Sơn Trang, giả như đại ca tỏ thân thiện với họ Lý, không chừng người khởi binh. Chỉ vì đại ca tỏ ra sang Đại Việt vì hưng diệt, kế tuyệt, nên phụ thân muội mới bỏ ý định khởi binh. Sau này, nhân thấy khai quốc vương anh hùng, người tuyên bố truyền ngôi cho. Chỉ vì biên cương trọng thần ham lập công, chúng tâu về triều láo lếu, thành ra khi mới sang Đại Việt, huynh có thái độ mục hạ vô nhân, nào cho Lý tự giết người giữa lễ lệ hải bà vương, nào dùng độc dược hại khai quốc vương. Nghĩ lại thái độ hống hách trong đại hội Lộc Hà, huynh cảm thấy rùng mình. Bây giờ không biết huynh phải làm gì. Khó thực, như huynh thấy, nhà đại tống của huynh cực kỳ trọng nho, đạo nho đặt chữ hiếu tối quan trọng, phụ thân muội thù ghét người Hoa, trong khi muội cùng huynh thân mật ở đây, như vậy muội đã trái lời phụ thân rồi. Huynh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm trước chứ? Muội bảo sao, huynh làm vậy, đại ca sang đất Việt hống hách như vậy, muốn chuộc lỗi chỉ cần đại ca làm một vài việc tiêu biểu với tinh thần từ bi hỷ xả của Phật giáo, người Việt mau sẽ quên đi lỗi lầm cũ. Được, điều này huynh phải hỏi Phạm Trọng Yên xem y định thế nào. Bỗng Thiếu Mai xuýt một tiếng nói nhỏ, có nhiều tiếng chân người đang đi lại phía mình. Dưới ánh trăng, hai người thấy rõ một toán đông người đang đi từ khe suối băng qua chỗ bọn An Bình. Triệu Thành than, nếu họ là quan binh không sao, còn họ là kẻ địch e nguy tai. Bên mình có sư phụ Đông Sơn lão nhân, Địch Thanh, Dư Tĩnh, Vương Duy Chính đang bị trúng độc nằm kia, ắt khó toàn tính mạng. Đám đông đến gần, Mỹ Linh, Thiệu Thái nhìn rõ, họ gồm nam nữ già trẻ tăng tục khoảng hơn 100 người. Thiệu Thái nói nhỏ, băng Nhật Hồ Trung Quốc, vì họ chít khăn đỏ ở cổ, trong bọn có cả trung ương bắc phương sứ giả. Trung ương sứ giả không thấy tây phương sứ giả với Chu An Bình đâu, thì lên tiếng gọi, nhị đệ, ngũ đệ, các người ở đâu? Chợt y thấy có nhiều người nằm la liệt thì kêu lớn lên, đám đông tản ra tìm kiếm, phút chốc họ gom tất cả mọi người lại. Chỉ có Chu An Bình tỉnh táo, nhưng y đang run run vì đau đớn. Y đến trước một người lùn tịt, quỳ gối hành lễ, thuộc hạ tham kiến băng chủ. Người đó phất tay, một viên thuốc bay ra, trúng vào cổ An Bình. Y dùng mình một cái, cơn đau biến mất, y vái một vái, đa tạ băng chủ. Thiệu Thái nghĩ thầm, thì ra lão già này tên Đặng Đại Bằng, bang trưởng Nhật Hồ Trung Nguyên đây. Mình nghe bang Nhật Hồ Trung Nguyên, trên cao nhất có giáo chủ, rồi tả, hữu hộ pháp, dưới nữa đến ngũ sứ, cuối cùng 10 trưởng lão, quản 10 đạo của 10 lộ. Xem chừng tên này bang bệnh không kém gì Nhật Hồ lão nhân bên Đại Việt. Một thiếu phụ hỏi Chu An Bình, ngũ sứ, cái gì đã xảy ra? An Bình run lật bật, trình hữu sứ, Bình Nam Vương qua đây. Thiệu Thái nghĩ thầm, mình nghe nói tả hộ pháp tên Phong Hoa, hữu hộ pháp là nữ tên Hải Thanh, chắc mụ này đây. Nghe đến chữ Bình Nam Vương, cả bọn im lặng. An Bình thuật lại mọi biến cố, rồi kết luận, chỉ duy Bình Nam Vương với con gái Hồng Sơn Đại Phu bị bốn ngư nhân bắt đi mất, không biết tình trạng ra sao, còn tất cả đều hiện diện tại đây. Hải Thanh ra lệnh, hãy trói bọn này lại, rồi bắn thuốc cho chúng tỉnh dậy. Đám Minh Thiên bị trói hết để ngồi bên nhau. Duy Đỗ Lệ Thanh được đưa đến trước mặt Đặng Đại Bằng, trung ương sứ giả chỉ Đỗ Lệ Thanh, thưa bang chủ, bọn thuộc hạ tuân lệnh giáo chủ yêu cầu Đỗ muội trao bí quyết luyện Hồng Thiết Tâm Pháp. Đỗ muội chống lại, đã đánh ngũ sứ bị thương, lại nói nhiều lời vô lễ. Đại Bằng cười khành khạch, Đỗ muội, khi Đỗ muội sang giao chỉ rồi, ở nhà chúng ta kiến thiết lại bản bang, anh em cử ta làm bang trưởng, vì không biết Đỗ muội ở đâu nên chúng ta không thông báo được, chắc vì vậy Đỗ muội buồn ta phải không? Vừa rồi tây phương sứ giả Bành Đức không biết mối liên hệ sâu xa của Đỗ muội với sư phụ nên có hơi vô lễ. Ta là bang chủ, xin tạ lỗi với Đỗ muội. Y vung tay một cái, ánh kim lấp lánh, dây trói Đỗ Lệ Thanh đứt hết. Đỗ Lệ Thanh nói mát, tiểu muội ở phương trời xa xôi, bị giam cầm trong hang đá thừa sống, thiếu chết, thân tàn ma dại, đâu có tư cách gì mà buồn với vui. Đặng Đại Bằng nói lớn, xưa ta là đệ tử thứ nhì của sư phụ, đại sư huynh Tuấn Bang khi đại chiến quân Tống. Vì vậy ta tạm lên cầm quyền bang chủ. Bây giờ trong bản bang ta có vai vế cao nhất, sau đến Đỗ muội. Vì vậy tháng sau trong đại hội ta sẽ đề nghị anh em cử Đỗ muội làm phó bang chủ. Như vậy Đỗ muội bằng lòng chứ? Đỗ Lệ Thanh chỉ Chu An Bình, Đặng đại ca, thế chuyện người sai An Bình mang chiếu chỉ của Lưu Hậu sang giao chỉ định hại tiểu muội, chắc cũng do lòng tốt của đại ca cả đấy. Nói rồi bà thuật lại tất cả những gì chú cháu Chu An Bình nói với nhau trong rừng Trường Yên. Chu An Bình bị trúng độc, đau đến muốn ngất đi. Thế mà nghe mụ thuật, cơn đau tan biến, y sợ hãi chân tay run lẩy bẩy.
Nguyên Đặng Đại Bằng nghĩ rằng y âm thầm khống chế Lưu Hậu chỉ một vài chức sắc cao cấp trong bang biết. Tất cả cùng thề chung rằng kẻ nào tiết lộ cho người ngoài biết phải xuống vào xử tử. Y lại sai 10 trưởng lão giả làm thị vệ hoàng cung cho Lưu Hậu sử dụng. Thành ra giang hồ không chỉ nghe tên mà không biết chân tướng chúng ra sao. Hồi chiều Đỗ Lệ Thanh cật vấn ngũ sứ, An Bình không lo sợ làm bao vì ngũ sứ đều biết chuyện này cả. Bây giờ Lệ Thanh nói ra trước mặt giáo chúng cùng một số cao thủ phủ Bình Nam Vương, coi như đại sự hỏng hết. Đặng Đại Bằng đưa mắt nhìn Chu An Bình, có chuyện đó ư? Điều này phải tra xét lại. Sư muội, ta thể không liên hệ gì với Lưu Hậu, ta chỉ sai y đi tìm sư muội về làm phó bang chủ. Việc đó chắc An Bình phản bang theo Lưu Hậu mưu đồ riêng. Chu An Bình nghe Đại Bằng nói y kinh hoàng, rõ ràng bang chủ trao chiếu chỉ cho mình mà nay sao lại nói ngược như thế này. Song y đau quá, mồ hôi toát ra, nói không lên lời. Đặng Đại Bằng lạng người đến, túm cổ áo An Bình nhắc lên, để y ngồi giữa đám giáo chúng. An Bình cúi mặt xuống như con cò phải mưa. Nguyên Chu An Bình trúng độc của Đỗ Lệ Thanh, y đau đớn cùng cực. Trong khi Đặng Đại Bằng túm lấy Bình, y đã phóng vào người Bình một số độc phấn. Vì vậy Bình như người mê ngủ. Đại Bằng hỏi An Bình, Chu Nam Sứ, người phản bang sẽ bị tội gì? Nam Sứ biết rồi chứ? An Bình mơ mơ màng màng cúi đầu xuống, không trả lời. Đại Bằng cười nhạt, như vậy Chu Sứ đã nhận tội. Hữu hộ giáo đâu, hãy đưa Nam Sứ về với Thánh Mã Mặc, Lệ Anh Bằng ngũ sa hồng xà. Hải Thanh chắp tay, trình bang chủ, đạo Quảng Đông không có ngũ sa hồng xà. Thuộc hạ xin bang chủ cho Nam Sứ được về thượng giới bằng đường khác, vậy hãy tước bỏ ngũ quan của Nam Sứ đi. Dương Đắc khoanh tay nói, theo luật lệ bản giáo, khi một chấp pháp cao cấp bị xử tử, họ phải được tước bỏ hết đau đớn trên người. Vì vậy thuộc hạ xin bang chủ ban cho thuốc giải đã. Đặng Đại Bằng gật đầu, Dương Đắc chạy đến, bóp miệng Chu An Bình, bỏ vào một viên thuốc. Quảng Nhai dập miếng trầu, thuốc ngấm, y mơ mơ màng màng không hiểu những gì đang xảy ra xung quanh. Đại Bằng sợ Bình nói toạc thủ đoạn của mình, y ra lệnh, thi hành. Hai giáo chúng tuân lệnh ra đứng trước Chu An Bình, rất thành thạo, hai thanh kiếm vung lên, chân tay An Bình bị đứt rời. Chu An Bình đau đớn hét lên, nhanh như chớp hai giáo chúng chấp pháp phóng kiếm đâm vào mắt An Bình. Thấp thoáng bóng người lạng đến trước An Bình, hai thanh kiếm của giáo chúng chấp pháp bị người kia đoạt mất. Mọi người nhìn lại thì ra Dương Đắc. Dương Đắc cung kính chắp tay, bang chủ, sau khi sư phụ qua đời, chúng ta họp nhau lại để tái lập bản bang. Tất cả đồng ý, lấy tình thương che chở cho nhau. Thế mà nay, ngũ đệ phạm tội, chưa có gì chắc chắn, bang chủ đã đem ra hành hình. Như vậy còn đâu lời thề cũ. Chu Sát, Bành Đức đứng bảo vệ bên cạnh cho Dương Đắc. Còn Dương Đắc, y chạy lại băng bó chân tay cho Chu An Bình, rồi nói, ngũ đệ hiện bị thương nặng, cần đợi bình phục, thẩm vấn tỉ mỉ rồi mới có thể kết tội y. Nếu bang chủ không chấp thuận lời đề nghị này, ngũ sứ xin mạn phép rút khỏi bản bang. Đặng Đại Bằng nghĩ thầm, chỉ vì ta không có hồng thiết tâm pháp nên bọn ngũ sứ bất phục. Đỗ Lệ Thanh hiện diện ở đây, ta cần lấy lòng thị rồi luyện hồng thiết tâm pháp. Khi có tâm pháp trong tay ta, đứa nào dám chống, ta cứ tạm lùi vài bước rồi kiếm cách loại ngũ sứ sau. Tả hộ giáo Phong Hoa nói, bang chủ xin đợi về tổng đàn, chúng ta bàn chuyện bản bang sau. Hiện ở đây chúng ta bắt được mấy đại cao thủ của Bình Nam Vương, xin bang chủ định liệu lẽ nào. Đặng Đại Bằng cười, bắt thì cọp khó, thả thì cọp dễ. Ta hãy phóng Chu Sa độc trưởng vào người chúng, rồi cho chúng tỉnh dậy. Hữu hộ pháp Hải Thanh cười nhạt, mụ tiến lên vỗ vào đầu bọn Minh Thiên mỗi người một trưởng nhẹ nhàng. Sau đó mụ bắn vào mỗi người một viên thuốc. Minh Thiên có nội công cao nhất, ông dùng mình tỉnh trước, sau tới Đông Sơn lão nhân, cuối cùng Dư Tĩnh. Trung ương sứ giả Dương Đắc hỏi Minh Thiên, phải chăng đại sư pháp danh Minh Thiên, thủ tọa Đạt Ma đường chùa Thiếu Lâm? Minh Thiên tuy bị trói, nhưng ông vẫn bình tĩnh. Dương thí chủ lâu nay vẫn mạnh chứ? Nghe nói thí chủ nhận băng Nhật Hồ được cất nhắc lên chức trung ương sứ giả thì phải. Bần tăng dám hỏi Dương thí chủ, bần tăng có điều gì vô phép với quý bang đâu mà quý bang đánh thuốc bần tăng rồi trói như thế này? Ông nói đến đây thì tiếng rên la của bọn địch thanh Dư Tĩnh làm ông ngừng lại. Ông cũng cảm thấy đau đớn cùng cực. Đông Sơn lão nhân hỏi Đặng Đại Bằng, Đặng bang chủ, giữa chúng ta với bang chủ không thù không oán, hạ cớ bang chủ phóng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng vào người bọn bần đạo? Tả hộ pháp Phong Hoa cười nhạt, không những chúng tôi không thủ oán các vị mà còn yêu tài các vị là khác nữa. Vì yêu tài, chúng tôi bạo gan thỉnh quý vị nhập bản bang, mong quý vị không từ chối. Trong đám tùy tùng của Triệu Thành thì Địch Thanh còn trẻ nhất, chí khí ngang tàng. Y cười nhạt, Đặng bang chủ, tôi nghe người đầu tiên mang hồng thiết giáo vào Trung Quốc là Nhật Hồ lão nhân, là người Việt, người truyền cho sư đệ tức Đông Nhật lão nhân Lưu Chí Viễn. Lưu bang chủ anh hùng cái thế, lập ra nhà Hán. Bang chủ thứ nhì Quách Ngạn Uy lập ra nhà Chu, truyền đến bang chủ thứ ba Sải Vinh, vũ dũng hơn đời, chúng nhân tôn phục vì tài vì đức. Nay Đặng bang chủ tái lập bang mới mục đích khôi phục đại nghiệp, không biết có đúng không? Hữu hộ pháp Hải Thanh hãnh diện, Địch thiếu hiệp thực không hổ với danh hiệu Trạng Nguyên, kiến thức bao la thực. Nếu bang chủ muốn nối tiếp sự nghiệp tiền nhân nên dùng đức chinh phục nhân tâm, chứ có đâu nhân bọn tại hạ chúng độc mê man phóng độc trưởng vào người rồi bắt quy phục, như vậy tại hạ muôn ngàn lần không phục.
Sự thực, hành tung bang chúng Nhật Hổ rất bí mật, sở dĩ địch thành biết chi tiết do cuộc thám thính Đại Việt vừa qua y thâu lượm được. Đặng Đại Bằng cười nhạt, thì ra địch Trạng Nguyên muốn khảo nghiệm võ công bọn ta đấy. Địch Trạng Nguyên ơi, ta sẽ cử một người lĩnh giáo võ công của Trạng Nguyên, nếu y bại, ta để địch Trạng Nguyên rời khỏi nơi đây, còn như y thắng, địch Trạng Nguyên nên nhập bản bang, cùng chúng ta dựng một nước Hồng Thiết giáo. Bắc phương sứ giả, Bành Đức Hiền đệ hãy lĩnh giáo mấy cao chiêu của địch Trạng Nguyên, y tin rằng địch Thành bị trúng độc, chân tay bại hoại, không thể thắng Bành Đức, mà dù địch Thành giết Bành Đức, y đỡ đi được một cái gai. Y vung tay, một ám khí bay ra, trúng vào dây trói địch Thành, dây trói đứt hết. Lúc đầu địch Thành cũng như bọn Minh Thiên bị độc tố Chu Sa Nhật Hổ độc trường hành hạ, nay cơn đau đã qua, công lực y phục hồi như thường, tuy vậy vẫn còn hơi run run. Y lạng người một cái, đoạt được thanh kiếm của một bang chúng, thanh kiếm lóe lên, dây trói từ Minh Thiên đến Dư Tĩnh đều đứt hết. Bang chúng Nhật Hổ la lớn, bốn người vung kiếm tấn công địch Thanh để cản trở. Địch Thanh chuyển kiếm một vòng, bốn tiếng loảng xoảng, bốn thanh kiếm bị gãy tới chuôi. Vừa được tự do chân tay, Phạm Trọng Yêm lạng người tới, tay y vung trưởng tấn công trung ương sứ giả Dương Đắc Bằng một kim cương trưởng. Dương Đắc lùi lại một bước vung trưởng đỡ, y đỡ vào quãng không, vì Trọng Yêm chuyển trưởng lực vào Đỗ Lệ Thanh. Đỗ Lệ Thanh không chống lại, người bà bay bổng lên, rơi xuống cạnh Đông Sơn lão nhân nhẹ nhàng như tự ý nhảy tới vậy. Trọng Yêm chắp tay hướng Dương Đắc, xin thất lễ với Dương Trung Sứ, vì Đỗ Phu Nhân là thần tử nhà Tống, tại hạ hiện lĩnh chức khu mật viện sứ, phải ra tay bảo vệ bà. Phong Hoa cười nhạt, ta không ngờ một Trạng Nguyên của Tống Triều mà xảo trá như vậy. Tuy các người được thư thả, nhưng liệu các người có chịu nổi Chu Sa độc trường không? Ta nói cho biết, mỗi ngày các người lên cơn một lần, sau 49 ngày, da rộp lên mà chết. Địch Thanh đưa con mắt lạnh lùng nhìn bang chúng Nhật Hồ một lượt, các vị đây chắc đều thuộc giới võ lâm tài trí, chẳng may bị bọn ma đầu phóng độc trưởng vào người mà phải nhắm mắt đưa chân theo chúng. Xưa, ba vị bang chủ tiền nhiệm học được Hồng Thiết tâm pháp, có thể giải vĩnh viễn chất độc cho người cho thuộc hạ. Nay gã bang chủ này không biết tâm pháp ấy, nên cũng phải uống thuốc giải mỗi năm. Y nói với Phạm Trọng Yêm, xin khu mật sứ cho tiểu nhân mượn hộp thuốc giải. Địch Thanh đưa hộp thuốc cho bang chúng xem, thuốc giải đó, tại hạ cũng có. Y trao cho bọn Minh Thiên mỗi người một viên. Sáu người bỏ thuốc vào miệng nuốt chừng, rồi vận công. Phút chốc cái đau đớn biến mất, y trao bình thuốc trà Phạm Trọng Yêm. Các vị bang chúng Nhật Hồ, tại hạ có lời khuyên, các vị hãy quy phục triều đình. Bình Nam Vương là người nhã lượng, cao trí, ắt trọng dụng các vị. Các vị được thênh thang mệnh quan, vinh dự cho tổ tiên. Nếu như các vị bị nọc độc trưởng, Phạm khu mật sứ sẽ tặng thuốc giải cho các vị. Y chỉ Đỗ Lệ Thanh, Đỗ Phu Nhân đây thuộc lòng Hồng Thiết tâm pháp. Chỉ cần một người có nội công cao, Đỗ Phu Nhân truyền cho, ắt luyện thành. Thành rồi, sẽ giải vĩnh viễn độc trưởng cho các vị. Suốt mấy chục năm nay, Đỗ Phu Nhân vì triều đình ẩn thân ở Đại Việt, kỳ này về kinh, ít ra được phong công chúa, bổng lộc 30 năm được ban cho một lúc. Phạm Mỗ mong các vị suy nghĩ. Đặng Đại Bằng cười nhạt, Phạm khu mật sứ, người là nhân sĩ danh vang thiên hạ, không biết lời người nói có tin được không? Nếu như Bình Nam Vương có lời hứa, bản nhân nguyện quy thuận triều đình, tiếc rằng Bình Nam Vương không hiện diện tại đây, chỉ sợ có tiếng nói khoan thai, cô ra hiện diện lâu rồi. Mọi người quay lại thì ra Triệu Thành với Lê Thiếu Mai đã đứng đó từ bao giờ. Nguyên, Thiếu Mai với Triệu Thành bị ngư nhân đánh bằng võ công đặc biệt, chân tay tê liệt, nhưng chỉ nửa giờ sau lại cử động được như thường. Trong khi bang chúng Nhật Hồ chú tâm vào việc xử tử Chu An Bình, hai người đến gần mà không ai biết. Bình Nam Vương nói với Đặng Đại Bằng, Đặng bang chủ, hay gì làm giặc. Hồi trước đây, triều đình mang quân chinh tiễu, vây bang Nhật Hồ, ai đầu hàng đều được thăng quan, tiến chức, trọng dụng, chỉ người chống mới bị tội. Bấy giờ Đặng bang chủ vắng nhà, nghe lời người ta đồn đãi, tụ tập anh em, đi lại trên giang hồ, làm tội đã nhiều. Bây giờ cô ra mong bang chủ cùng anh em quy phục triều đình. Cô ra hứa bảo tấu với thiên tử, ban thiên ân cho bang chúng những điều sau. Y ngừng lại suy nghĩ, hỏi Phạm Trọng Yêm, Phạm Sứ, triều đình nên ban những gì bây giờ? Phạm Trọng Yêm cung kính, thưa vương gia, gốc bang chúng đều ở vùng núi Trường Bạch. Từ mấy chục năm nay, bị triều đình truy nã, anh em phiêu bạt khắp nơi. Họ tuy giàu có, mà lòng tưởng nhớ cố hương nào nguôi. Kìa anh nhìn xem, bọn họ phóng độc chất vào mọi người, chỉ sợ Đỗ Lệ Thanh khám phá ra, cản trở thì nguy. Anh dùng lăng không truyền ngữ ra lệnh cho mụ không nên can thiệp vào chuyện này. Mau, anh nói mau đi. Không kịp suy nghĩ xem tại sao phải hành động như vậy, Thiệu Thái dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai Đỗ Lệ Thanh, Đỗ Phu Nhân, Mỹ Linh, Thiệu Thái đây. Phu Nhân nhắm mắt, mặc bang Nhật Hổ phóng độc Bình Nam Vương. Anh em tôi ở đây từ chiều, an ninh của Phu Nhân chúng tôi lo hết. Quả đúng như Mỹ Linh ước tính, Đỗ Lệ Thanh nhìn rõ âm mưu Đặng Đại Bằng. Mụ định lên tiếng tố giác, nghe tiếng Thiệu Thái nói, mụ im lặng, cười nhạt. Trong khi đám bang chúng xúm lại hành lễ với Triệu Thành, Minh Thiên, người nọ xen lẫn với người kia, chúng phóng độc vào đám người của Triệu Thành. Sau khi hành lễ xong, bọn họ lui lại. Triệu Thành chưa kịp hỏi sao họ lui quá xa, thì Dư Tĩnh, Thiếu Mai lảo đảo ngã ngồi xuống. Tiếp theo Triệu Thành, Minh Thiên kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì ông cũng ngã ngồi xuống.
Khác với lần trước băng Nhật Hồ phóng thuốc mê, lần này họ phóng thuốc Nguyễn Cân. Mọi người tỉnh táo như thường, chỉ chân tay không cử động được mà thôi. Phạm Trọng Yêm cười nhạt, Đặng bang chủ, vương gia tôi lấy lượng cả bao dung các vị, thế mà các vị lại đối xử như thế này ư? Đại Bằng cười ha hà, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đặng Mỗ nghe Triệu Nguyên Nghiễm tức phong Định Vương, cùng Phạm Trọng Yêm quản khu mật viện Triều Tống là hai đầu não lớn nhất Trung Nguyên. Không ngờ hôm nay lọt vào tay băng Nhật Hồ, Triệu Thành cười nhạt, Đại Bằng, ta đã lọt vào tay người, người giết ta đi cho rồi, ta mà có nhăn mặt trao mày, không bằng loài cầm thú. Đặng Đại Bằng cười ha hà, điều gì chứ điều đó thì dễ quá. Trước kia tiền nhân người là Triệu Khuông Dẫn, nhân được lòng tin của Chu Thế Tông ủy thác con côi, cướp sự nghiệp lập ra nhà Tống. Người có biết Chu Thế Tông với bọn ta có liên hệ gì không? Triệu Thành chưa trả lời, y đã tiếp, người chính là bang chủ đời thứ ba bản bang, cũng là sư bá của chúng ta. Cướp sự nghiệp của bang chủ tiền nhiệm là Triệu Khuông Dẫn, đem quân tàn phá tổng đàn bản bang là Triệu Khuông Nghĩa. Hôm nay, trời xui đất khiến, chúng ta đòi được món nợ này. Y tiến lên moi trong bọc Triệu Thành ra cuốn sách, một giáo bang chúng cầm đuốc soi cho y đọc, y nhẩm đọc rồi mặt tươi lên. Người ta nói, trong thiên hạ chỉ có ba nơi biết chỗ cất kho tàng Tần Hán, một là Hồng Thiết Giáo, hai là phái Mê Linh bên Đại Việt, ba là khu mật viện Triều Tống, quả không sai. Y quay lại nhìn Triệu Thành, Bình Nam vương gia phao khắp nơi, từ Cao Ly tới Tây Tạng, Tây Hạ, Tây Liêu, Đại Lý, rằng ngày rằm tháng 11 năm nay cửa kho tàng mở vào giờ Tí, các nơi gia công tìm kiếm bản đồ cất kho tàng, rồi tụ về đây. Mấy hôm nay vương gia cho thiết kỵ vây bắt hết mọi đoàn, thế là bao nhiêu bí mật về tay vương gia cả. Bây giờ bí mật lại vào tay ta, ta chỉ việc tặng cho mỗi người trong vương gia một kiếm, rồi ngày mai đi đào châu báu dùng để trung hưng bản ban, chiếm lại thiên hạ. A ha, Mỹ Linh, Thiệu Thái cười thầm, tên này lâm rồi. Gần nghìn năm qua, võ lâm thiên hạ đồn đại rằng ngày rằm tháng 11, giờ Tí năm Đinh Mão, cửa kho tàng mở. Còn việc thiết kỵ vây bắt các phái đoàn bởi năm ngư nhân phá phách, vì vậy đụng độ với họ, thiết kỵ nhân đó mới biết chỗ ẩn mà bắt giam. Không biết ngư nhân của ai, Hải Thanh rút kiếm ra nói với Đại Bằng, bang chủ, trước tiên hãy giết hết bọn thủ hạ của Triệu Nguyên Nghiễm cho y kinh hồn động phách đã, rồi hãy giết y. Phải đấy, chúng ta giết tên Dư Tĩnh trước. Hải Thanh tiến đến trước Dư Tĩnh, cười nhạt, Dư An phủ sứ, người có gì cần nói không? Dư tỏ ra bình tĩnh, Dư Mỗ làm thần tử nhà Tống, ăn cơm, mặc áo của nhà Tống, được chết để đền ơn trị ngộ thiên tử, điều cầu mà không được, Mỗ chỉ xin các vị dành cho Mỗ mấy khắc thôi. Được, chúng ta chậm một chút cũng không sao. Dư Tĩnh nói lớn, thần Dư Tĩnh, Lĩnh Hoàng Ân, văn đầu tiến sĩ, võ không hèn, bấy lâu ăn cơm, mặc áo của bệ hạ mà chưa làm được việc gì ích quốc lợi dân, hầu đền ơn tri ngộ. Hôm nay, nguyện lấy cái chết để báo thiên ân. Y nói với Triệu Thành, vương gia, thần đi trước, xin chờ vương gia. Y bảo Đại Bằng, người xuống tay đi thôi. Thanh kiếm vung lên, từ từ hướng đầu Dư Tĩnh hạ xuống. Bỗng một vật gì bay rất nhanh trúng vào thanh kiếm đến choa một tiếng. Kiếm bay tung ra xa, không ai nhìn rõ vật đó từ đâu bay đến. Đặng Đại Bằng la lớn, cao nhân phương nào xin xuất hiện. Không có tiếng trả lời. Đại Bằng bảo Chu Sát, Bắc Phương sứ giả, sứ giả hãy xử tử tên Triệu Thành trước, ta không lý gì đến bọn ẩn ẩn núp núp này nữa. Như quen thuộc, Dương Đắc, Bành Đức, Hải Thanh, Phong Hoa đứng vây bốn bên Triệu Thành. Chu Sát cầm kiếm chĩa vào người y, Bình Nam vương gia, hôm nay vương gia trả nợ cho tổ tiên, không biết vương gia có điều gì muốn nói không? Triệu Thành thở dài, các người giết ta vì thủ oán ba đời, ta chấp nhận. Còn Lê cô nương không phải người Hoa, cô nương là con gái Hồng Sơn đại phu ở Đại Việt, Mỗ mong các vị không nên làm khó dễ nàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, trên đây là toàn bộ nội dung của chương 20 tiểu thuyết Anh Hùng Bắc Cương. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế.